cô gái nhà người ta. Sau hai lần hại Uyên, Đào bắt đầu bị trả giá. Quý vị khán thính giả thân mến, Cô gái nhà người ta hiện là bộ phim gây nhiều sự chú ý, thu hút khán giả nhất, đang được phát sóng khung giờ vàng trên VTV3. Những mối quan hệ của các nhân vật trong bộ phim đã thu hút khán giả ngay từ đầu. Lớp thanh niên trẻ ở làng Yên như đang chia thành hai phe đối lập, một đứng về phía Cường tiền tỷ, hai là nhóm bạn cùng khoa. Sự ăn chơi hư hỏng, tính ích kỷ hẹp hòi, ghen ghét đố kỵ đã khiến cho hai phe này ngày càng mâu thuẫn cao, khiến cho họ hễ cứ gặp nhau ở đâu thì y như rằng xảy ra va chạm, không võ mồm thì động thủ chân tay, nhất là Khoa với Cường. Và như các bạn xem phim đã biết rất rõ, mối quan hệ giữa Cường và Khoa giờ rất căng thẳng khi Uyên tuyên bố hủy hôn với Cường đúng ngày diễn ra lễ ăn hỏi. Thật ra thì lỗi đâu tại Khoa, Khoa không phá đám, mà chính kẻ mà Cường tin cậy nhất đã hại anh ta. Trước đó, để có được Uyên, Cường đã sai Đào hại Khoa bằng cách lừa Khoa đến nhà để dàn cảnh quay clip rồi phát tán trên mạng xã hội, khiến cả làng xôn xao Khoa và Đào lên giường với nhau và bàn tán về việc hai chị em Uyên và Đào cùng chung trạ với một người đàn ông. Uyên dù biết Khoa bị Đào hại nhưng cũng giống như ông bố của cô không chịu đựng được điều tiếng, cô quá trọng danh dự, sợ mang tiếng xấu hổ với dân làng. Một cô gái hiền lành ngoan ngoãn thì việc chịu điều tiếng là rất khó, nên chúng ta cũng hiểu cho Uyên. Vậy là mục đích chia rẽ Uyên và Khoa của Đào và Cường đã thành công. Uyên từ mặt Khoa, không muốn thấy Khoa và thẳng thắn thừa nhận không chịu được lời đàm tiếu của dân làng. Khoa thất thểu, đau khổ vì thất tình. Chưa dừng lại ở đó, thấy Uyên vẫn cứng rắn không lay động, Cường đã tác động lên bố mình xin cho Uyên vào biên chế. Thế là Uyên lại thêm cái tiếng lấy chồng vì biên chế. Điều này do ông bá dàn xếp, Uyên không hề hay biết gì. Ông bố sĩ diện và hám cả danh lợi đã dần đưa con gái vào ngõ cụt của tình yêu và hôn nhân. Ông tiếp tục khuyên con đón nhận Cường, nhưng Uyên tỏ ra rất dứt khoát, khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Sau vụ cả làng kháo nhau, Uyên vào nhà nghỉ cùng với Khoa, ông bá cảm thấy nhục nhã vô cùng. Không còn mặt mũi nhìn ai, ông bá dọa sẽ treo cổ tự tử ngay tại nhà, khiến cho Uyên vô cùng hoảng hốt. Con sai rồi, con xin lỗi bố, từ giờ trở đi con sẽ nghe lời bố, con không để bố thất vọng nữa, bố xuống đi. Uyên nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi bố. Khi Uyên hứa sẽ nghe lời, làm theo mọi mong muốn của mình, ông bá mới chịu bước xuống, nhưng cũng không quên yêu cầu Uyên kết hôn với Cường. Ông bá phân tích với Uyên rằng chỉ khi Uyên lấy Cường thì hai bố con Uyên mới đỡ nhục. Ở cái làng này ngoài thằng Cường ra, không ai dám lấy con đâu. Còn mày cố tình không nghe lời thì bắt buộc bố phải chết, bố sẽ chết. Vừa dứt lời, ông bá lại tiếp tục treo lên ghế để định cắt cổ tự tử dọa Uyên, khiến cho Uyên vô cùng sợ hãi mà hứa với bố sẽ làm theo những gì mà bố nói, đồng ý lấy Cường. Nghe tin Uyên đồng ý lấy Cường, Đào về nhà gặp chị gái để hỏi cho rõ chuyện này. Trong cuộc nói chuyện, Đào khẳng định không cần chị gái phải nhường bất cứ thứ gì cho mình. Nói là làm, Đào đã cho chị gái thấy điều đau đớn nhất, chồng sắp cưới của Uyên ngủ với Đào trước ngày ăn hỏi. Dù luôn khẳng định yêu Uyên chân thành, nhưng lâu nay Cường vẫn qua lại với Đào, xem cô như gái mua vui. Anh lao đến với Đào ngay trước ngày ăn hỏi Uyên. Anh cưới chị gái em chứ có phải anh đi tù đâu mà không chơi bời được, mà đàn ông thằng nào chả thế. Toàn bộ những lời đối đáp của Cường đã được Đào gọi điện cho Uyên nghe hết. Đây cũng chính là lý do khiến hôm sau Uyên tuyên bố hủy hôn. Có mặt đông đủ quan viên hai họ, Uyên nói với bố, con muốn hủy hôn. Trước sự sững sờ của tất cả mọi người, đặc biệt là Cường, Uyên úp mở tiết lộ lý do. Tối qua anh ở đâu, làm gì với ai, chắc anh chưa quên đúng không? Ông Tài, bố của Cường, nghe Uyên nói, vừa tức giận vừa xấu hổ với bà con làng xóm. Vì con trai bị hủy hôn nên ông bỏ về thẳng. Về nhà, ông Tài đã lôi con tới chửi bới cho cậu con trai tơi bời một trận. Ông cảm thấy nhục nhã vì đương đương là một người giàu có và uy tín ở cái làng này, con trai lại bị từ hôn. Ông cấm Cường qua lại nhà Uyên và chỉ thẳng mặt con trai, đừng mong rước Uyên về cái nhà này. Tại sao Đào lại tiếp tục muốn phá đám cưới của Uyên? Đào là cô con gái thứ hai của ông bá và là em gái của Uyên. Nhưng thói ăn chơi hư hỏng của Đào khiến ông bá cảm thấy nhục nhã, như bị con gái bôi do chất chấu vào mặt,
nên đã từ mặt đứa con gái thứ hai. Vốn tính ngang bướng lại luôn cho rằng bố mình chỉ quan tâm yêu thương chị gái, còn lại không coi mình ra gì cả. Đào đã hỗn láo với bố và chị gái, mặc cho Uyên khuyên bảo Đào cũng không nghe. Cô ta đã bỏ nhà ra đi thuê nhà sống với nghề cắt tóc gội đầu và massage, cũng là nơi lui tới của đám thanh niên hư hỏng. Sống buông thả với mục đích chính là tiền, Đào đã coi như không có bố và chị. Đào vốn thích Khoa, nên khi biết Uyên và Khoa thành một cặp, Đào muốn phá nên nhận lời giúp Cường. Vậy là một mũi tên trúng hai đích, tách được Cường và Uyên, lại moi được tiền từ Cường. Phá xong thì Đào lại thấy Khoa chỉ được cái đẹp trai chứ chả có tiền cũng chả để làm gì. Ít ra cũng phải vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như Cường mới đáng để Đào quan tâm. Nghĩ Uyên trở thành vợ của Cường, được sống trong vinh hoa phú quý, vợ thiếu gia tiền rủng rỉnh, Đào đã vốn rất ghen ghét Uyên từ nhỏ, giờ càng ghét thêm. Mà từ trước tới nay, Cường lại qua lại với Đào như cơm bữa. Đào cha khác nào trò tiêu khiển mua vui cho Cường, dâng hiến thể xác cho Cường bấy lâu nay lại là chỗ dễ môi Cường. Đào càng muốn phá để Uyên biết Uyên phải chung chạ một thằng đàn ông với em gái. Đào cũng không muốn mỏ kim cương của mình rơi vào tay Uyên. Cường và Uyên mà cưới nhau rồi, Đào không thể qua lại với Cường được. Đào lúc này muốn Cường là của mình, không muốn sự hy sinh của mình không có kết quả. Vừa đẹp trai vừa lắm tiền, đúng gu của Đào. Lắm mưu nhiều kế lại trơ trẽn như Đào thì chả có gì Đào không dám làm với chị gái mình. Có điều Đào không thể ngờ sự cháo trở tinh danh của mình lại không qua mắt được Cường. Và chưa hiểu được cảm giác chọc phá con nhà giàu thì sẽ phải nhận cái kết quả khổ sở như thế nào. Cường đã giận dữ đùng đùng xông đến quán của Đào, chửi bới thậm chí đánh đập cô. Tao đã nói mày phải giữ mồm giữ miệng cơ mà, mày đã nói gì với Uyên hả? Đào nói dối là vô tình chạm vào nút gọi ở điện thoại nên Uyên biết chuyện. Tuy nhiên lời nói dối này không thể qua mặt được một chàng trai nhiều thủ đoạn như Cường. Mày nghĩ bố mày là thằng ngớ ngẩn à? Mày định gài bẫy chơi tao đúng không? Cường vừa chửi bới vừa khẳng định không bao giờ lấy một người như Đào về làm vợ. Đặc biệt, Cường đe dọa sẽ trả thù Đào. Những đứa nào cắn tao sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, hãy nhớ đấy. Một kẻ độc ác và thủ đoạn như Cường sẽ trả thù Đào như thế nào? Cường đã cho người phá phách nhà Đào, tra tấn Đào, cắt đứt con đường làm ăn mai mối, dẫn trai trẻ đi xuất khẩu lao động của Đào, khiến Đào phải khốn đốn, rồi bạo hành Đào, bắt Đào phải phục vụ khi hắn ta muốn. Đào đã tà tơi vì hết phục vụ lại bị Cường đánh. Cường bắt Đào phải làm theo ý mình, Đào cắn răng chịu đựng vì biết không thể làm khác được. Thấy em gái bị hành hung, Uyên đưa em về nhà chăm sóc. Ông bá dù từ mặt Đào nhưng thấy con gái bị đánh thừa sống thiếu chết, ông ta cũng không thể bỏ mặc, cảm thấy xót thương cho con gái. Đào lúc này mới cảm nhận được tình thân máu mủ ruột thịt. Đào đã kể hết mọi chuyện mà Cường đã làm với Đào cho Uyên nghe. Uyên cũng nói Khoa vì ông Tài và Cường mà chịu bao tiếng oan, động vào bố con ông ta thì khó ngóc đầu lên sống yên ổn được. Chỉ còn cách vạch được những việc làm độc ác và dơ bẩn của bố con ông ta, họ bị pháp luật trừng trị, khi đó mới có thể bình yên mà sống. Uyên cũng tha thiết muốn Đào về nhà sống, nếu không ở đó một mình cũng rất nguy hiểm. Nhưng Đào không nghe. Đào nhớ lại những gì mình đã làm cho Cường, khi vui thì hắn lao tới, buồn hắn cũng vồ vập vào cô. Thế mà giờ đây hắn biến cô trở thành một kẻ chuyên phục vụ hắn ta, chịu sự hành hạ hàng ngày. Phục vụ hắn xong lại bị hắn xỉ vả đánh đập đến thân tàn ma dại. Đào giờ mới thấm thía những gì bố và chị gái đã khuyên dạy. Hối hận thì đã muộn rồi. Đào không ngờ rằng cuộc đời của mình lại có ngày hôm nay. Đào muốn giải thoát cho mình bằng cách bỏ đi một nơi khác cũng không thể dám, bởi Đào thừa biết Cường sẽ làm gì với mình. Đào dù có ghê gớm đến đâu thì cũng chỉ thân gái một mình, làm sao đảm bảo được an toàn tính mạng. Giờ muốn trả thù Cường, Đào chỉ còn cách phục tùng Cường, cố gắng để Cường tin tưởng rồi giúp Khoa. Có bằng chứng tố tội làm ăn trái pháp luật của Cường và tìm hiểu về cách thức làm ăn của ông Tài. Thế nhưng, Đào có một mình, Cường lại nhiều tai mắt, Đào sẽ gặp nguy hiểm nếu như Cường phát hiện ra. Trước đây Khoa khi phát hiện đến việc làm ăn bất chính của ông Tài, ông ta dằn mặt cảnh cáo Khoa bằng những chiêu khiến Khoa và bố mẹ khốn khổ, oan ức chồng chất, còn hại chết cả một đàn gà gây thiệt hại một số tiền lớn của gia đình Khoa. Ông ta cảnh báo Khoa, nếu còn tiếp tục thì không phải chỉ gà mà đến con người. Ông ta lọc lõi mưu mô, dày dặn kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề làm ăn của ông ta. Ông ta biết phải làm như thế nào để có thể che mắt được dân làng,
và đè bẹp được ý định của một người muốn cản đường làm ăn của ông ta. Ông ta có cách trả thù rất thâm hiểm, khiến cho người sống không bằng chết, đầy oan ức, đầy tủi nhục mà không thể làm gì được. Nhưng Cường thì không giống ông ta, nóng nảy, cậy ra thế, lông bông, luôn xử lý mọi việc bằng nắm đấm chứ không phải bằng cái đầu. Bởi vậy, Đào không tránh khỏi nguy hiểm khi đối đầu với Cường. Vậy, khi biết Đào ngấm ngầm giúp Khoa thông tin về công việc làm ăn của mình và của bố mình, Cường sẽ làm gì Đào? Chắc chắn Cường không để cho Đào yên. Liệu lời lẽ của Đào có khiến Cường tin không? Bị bại lộ, Đào có thể sống yên thân ở làng Yên. Cường làm gì để bịt miệng Đào? Tin tức 24 giờ TV sẽ cung cấp những thông tin của chi tiết này ở video tiếp theo. Mời quý vị và các bạn hãy like, đăng ký để đón xem video tiếp theo của chúng tôi nhé. Rất mong đón nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Bộ phim rất lôi cuốn và hấp dẫn. Mỗi nhân vật được xây dựng mang một tính cách riêng nhưng lại phản ánh chính xác về cuộc sống của người nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Hãy tiếp tục đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Cô gái nhà người ta vào lúc 21:30 các ngày thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.